Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thuật loại 8 game. Các bạn của mình khám phá cái đầu tiên nha. Enry Run. Let's go. Ok, let's go. Rồi, các bạn ăn cái miếng sắt này khi ném ông ta thì chúng ta sẽ mất 3 máu. Và khi các bạn ăn được một chiếc gì như thế này, các bạn ném thì ông ta sẽ mất 2 máu. Và khi các bạn ăn một viên gạch thì ném ông ta sẽ mất 1 máu thôi. Cho nên các bạn phải lựa chọn thật là nhanh. Ok. Let's go. Tiêu ban được cái này rồi. Wow. Chúng ta bắt đầu biến hình đi rồi. Mình sẽ phải tiêu diệt con quái vật này. Let's go. Công rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, Scary Teacher vào đây. Let's go. Ok, và phần này thì bà ta sẽ đang chạy bộ, tập thể dục, tập gym trong căn phòng của bà ta. Ok, và bây giờ thì mình sẽ tìm món đồ và sẽ cho cái máy chạy của bà ta hỏng luôn. Let's go. Ở đây có khóa gì không? Không. Let's go. Ở trong này có một chiếc tô vít. Và các bạn này, chiếc tô vít này đây.
I wear to the masquerade party? Of course, I can look good in everything. Let's go. Bà ta đang đi xuống cầu thang. Xuống tầng 1 rồi. Mình sẽ lên trên tầng 2 luôn. Ok. Rồi. This treadmill is no match for me. Boom. Và bây giờ thì mình sẽ đổ và tăng lên chạy xem như thế nào. Và đang ở dưới tầng hầm. Ồ, bị khóa cửa đây rồi. Wow, wow. Và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tới gần thứ ba nha. Wendy. Wendy and the in machine. Chapter 1, Movie Michelle. Ok, tựa game này thì các bạn sẽ phải làm theo hướng dẫn của đầu tiên. Tức là các bạn phải đi xung quanh ở đây. Và các bạn vào nhận thêm nhiệm vụ. Tức là nhiệm vụ này không thể nào mà các bạn làm trước nhiệm vụ khác được. Mà cứ phải nhiệm vụ này xong nối tiếp nhiệm vụ kia. Ok, mình sẽ vào đây và nhận nhiệm vụ. Rồi ok, đầu tiên thì các bạn phải đi nhặt 2 cố pin. Sau đó thì các bạn sẽ lắp vào đây. Let's see what you're hiding down there, old friend. Okay, mình sẽ nhảy sang đây. Khi đó thì cánh cửa ở đây sẽ mở ra và mình sẽ vào trong. Và vào trong đây để nhận thêm nhiệm vụ tiếp theo. Đó chính là các bạn phải nhặt được 6 món đồ và bỏ vào 6 cái trụ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Who put this here? Món đồ đầu tiên. Oh my god. Joey, what were you doing? Đồ thứ hai, let's go.
món đồ thứ ba. Ok. Món thứ tư. Đĩa này là món thứ năm. Và còn một món đồ ở bên trong sâu đây. Rồi mình sẽ vào trong sâu này. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Okay, that's all of them. Let's go. Now I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Rồi mình sẽ quay trở lại chỗ cũ. Let's go. Oh my gosh. Có con quái vật ở trong này. Và mình bị khóa đây rồi. Bây giờ mình sẽ như này xem thế nào. Cánh cửa ở đây cũng sẽ khóa trước. Rồi ok. Tiếp tục đi thẳng. Let's go. Oh my gosh. Ok, mình sẽ quay cái này. Để làm bọn rút nước. Let's go. This will definitely come in handy. Okay, khi các bạn vào đây là các bạn đã hoàn thành được chapter 1. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư, Slender Rising. Let's go. Ok. Chỗ game như thế này thì các bạn phải đi xung quanh cái map bản đồ. Và sau đó thì các bạn sẽ tìm những bức hình được gắn trong những cái map này. Mình sẽ tìm những bức hình gắn trong map này xem có ở đâu. Và khi các bạn tìm đủ thì các bạn sẽ thoát ra khỏi map của ông Slenderman này. Thoát ra khỏi Slenderman. Khi đi trong đây thì các bạn phải cẩn thận Slenderman. Nếu mà ông ta xuất hiện thì các bạn phải quay đi thật nhanh. Còn không thì các bạn sẽ bị ông ta bắt. Và lúc đó các bạn sẽ lại phải chơi lại game. Ok. Vẫn chưa tìm được bức hình nào. Let's go. Nó sẽ nằm ở đâu đó.
chỗ cây này không biết có không, không có gì. Nếu khi các bạn đến gần thì nó sẽ báo một cái tín hiệu để các bạn tìm xung quanh đó, và chắc chắn là mình tìm 100% các bạn sẽ tìm được hết thôi, tại vì tựa game này nó không khó. Ok, đây gần đây có một cái đất xương đây rồi, bước hình đầu tiên. Tiếng bước chân vừa rồi như kiểu tiếng của ông Slender đi mà rung chuyển luôn, được ai mà chạy thôi. Oh my god, đó các bạn quay đi thật ngay. Các bạn đi thì các bạn sẽ không bị ông ta bắt. Ok, và ông ta lại đi tìm mình nữa. Đó, đi xung quanh đây và tìm những bức hình. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tựa game tiếp theo, GTA Vice City. Let's go. Tommy Vercetti. Shit. I poked my head out of the gutter for one freaking second. Cái này thì các bạn có thể làm theo nhiệm vụ trong game, hoặc các bạn có thể làm gọi là đánh nhau, hoặc là các bạn trêu cảnh sát, hoặc các bạn đi chơi mua sắm đầy đủ. Tất cả nó đều, thế nào nó đều có một cái thú vị riêng của các bạn, mà tùy các bạn chơi theo sở thích như thế nào. Một là nhiệm vụ, hai là các bạn nghịch ngợm trong game. Thì cái tựa game GTA này thì bản gốc của nó là vào hơn 80GB. Còn đây là những cái bản phụ trên iPad để tách ghép ra và để các bạn làm nhiệm vụ. Còn nếu mà tựa game chính thức của nó là tầm khoảng hơn 80GB. Let's go. Rồi mình sẽ trêu anh cảnh sát này xem thế nào. Ồ, bị bắt luôn. Wow, wow. Tommy Vercetti is an innocent man. Ok, hóa ra là anh mình đã bị bắt. Let's go. Vâng, khi mình ra tù xem có anh chàng máu không. Bắn luôn anh chàng cảnh sát đi. Ok, chạy thôi. Taxi. I didn't do anything, officer. Nhưng mà nó bị bắt luôn. Wow, 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 không thể chạy thoát được. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Slenderina the Sella của Diablos. Ok, let's go. Rồi, và mình sẽ đi bên phải này trước. Đây là một tựa game rất hay. Và tiếng game cũng rất là hãi hùng các bạn nhé. Rất sợ luôn. Đây là lên trên tầng 2. Trong này không có gì. Rồi, tiếp đến mình sẽ mở cái cửa này. Không mở được. Đi lạc trôi vào trong này xem có gì không. Đây, các bạn nhặt được 8 mẩu giấy để các bạn hoàn thành và các bạn thoát khỏi tựa game này. 8 mẩu giấy trong ngôi nhà ma này cũng khá là gọi là giật gân. Chỗ ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang bên này xem có gì không. Cho mình nghĩ cái phòng này như kiểu phòng ngủ của ông bà ấy. Đây có một mẩu giấy này. Let's go. Ảnh của một ông già. Wow.
Và tao hút máu rất là khiếp. Wow, mình sẽ không nhìn vào ông này. Nhìn ông này rất khiếp luôn. Rồi mình sẽ đi hành ngang ở đây xem có gì không. Ok. Màu giấy thứ ba. Vâng, có một con ma đang vừa ngó mình xong. Wow. Còn giấy thứ 5. Đồ lũ cắn cào vào trong này, sợ thật. Ok, còn 3 màu giấy thôi. Và các bạn cùng mình đi tìm. Đây là màu giấy. Đây là một chiếc chìa khóa. Và khi các bạn tìm được 8 màu giấy là các bạn sẽ hoàn thành được game và thoát khỏi ông bà Granny này, ông bà ma. Theo mình biết thì ông thì là ông quỷ, bà thì là bà ma. Bà ma thì xuất hiện, còn ông quỷ này thì ông ta sẽ le các bạn. Khi các bạn nhìn vào một bức ảnh ở trong cái tựa game này này, cái bức ảnh đầu tiên mà lại như chỉ các bạn, thì nếu mà các bạn nhìn một lúc thì ông quỷ sẽ xuất hiện ra ngay. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, Firelight Express 4, let's go. Đây là một tựa game coi nha, rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Các bạn coi làm sao, đây có 3 cánh cửa và có một phòng ngủ. Ok. Thì có một con gấu nó sẽ thoát ra khỏi nhà trong trại. Và bây giờ các bạn sẽ phải coi nhà để làm sao con gấu nó sẽ không vào trong nhà và cắn chết các bạn. Thì ở đây có 3 cửa, các bạn phải vừa đóng cửa, sau đó thì bật flash, rồi lại đóng cửa bật flash. Ok, mình cứ thế thôi. Và cứ thế các bạn càng coi thời gian càng lâu thì càng tốt. Đây là tựa game coi nhà rất hay và nổi tiếng trong những năm vừa qua, chứ không phải những tháng qua mà nữa, mà những năm luôn. Ok. Rồi mình sẽ soi phòng ngủ xem thế nào. Không có gì. Tiếp tục lại soi 3 phòng này tiếp. Một giờ sáng rồi. Lại tiếp tục 3 phòng. Rồi cứ thế thôi. Các bạn cứ coi 3 phòng này thôi. Cứ liên tục vậy. Sau đó lại soi vào phòng giường ngủ xem có cái gì không. Có gì đó. Cách chơi rất đơn giản thôi. Rồi và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tiếp theo nha. Smiling X Group 2. Let's go. Sau đó thì mình sẽ phải mở đây. Ở đây thì có phát sáng thì chứng tỏ là có ốc để mở được. Ok. Tháo hết những con ốc này ra. Sau đó thì các bạn sẽ chi ra ngoài. Hey you, come here. Let's go, who's here? Follow me. Here, what's before this expert? Rồi, và bây giờ thì mình sẽ đang ở chỗ một bến tàu khác. Xuyên. Ok. Ok.
Ở trong đây thì toàn là những người đang đeo mặt nạ. Không biết mình có phải đeo không, nhưng mà thấy ai cũng đeo mặt nạ hết. Kể cả các bạn lên trên kia cũng có người đeo mặt nạ. Ok, let's go. Are you ready? Rồi, sang đây xem. Let's go. Welcome to the new normal. Anh chàng này đang ngồi đợi mình. You must accept the change. Khí độc rồi. Wow. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.